chúng ta hãy cùng nhau bàn luận về vấn đề bất động tâm và tu khẩu trong tu luyện. Thì trong sách Chuyển Pháp Luân có đề cập đến cái bất động tâm của các đại giác giả trên cao tầng là tâm tĩnh như đầm nước chết, hoàn toàn vô vi, hoàn toàn không. Vì sư phụ còn phải để tâm vào việc độ nhân, nên cái bất động tâm của sư phụ yếu hơn họ. Vậy thì vì chúng ta theo sư phụ tu, chúng ta là đời đạo song tu, nên cái bất động tâm của chúng ta cũng giống như của sư phụ. Ta còn phải để tâm vào việc tu luyện cá nhân, vào việc trợ sư chính pháp và vào việc công tác của cá nhân, bổn phận của cá nhân đối với gia đình và xã hội. Vậy thì cái bất động tâm của ta như thế nào? Theo như trong Chuyển Pháp Luân nói, thì cái bất động tâm của chúng ta, của những người thuộc đời đạo song tu, thì những gì ảnh hưởng đến quyền lợi của mình, những gì làm thiệt hại đến cá nhân mình, những gì thuộc về làm hại đến cái danh, cái lợi, cái tình của mình và của cả người thân của gia đình mình, thì về vấn đề đó ta phải bất động tâm. Ta phải như là không thấy, không nghe, không biết, không hay. Ai chửi ta cũng mặc. Ai giành giật quyền lợi của ta, ta cũng mặc. Ai ăn hiếp người gia đình của ta, ta cũng không để bị động tâm. Ta không khởi tâm buồn tức khó chịu trước những thiệt thòi mất mát của mình và của những người thân trong gia đình mình. Đó là một cái bất động tâm đối với bản thân mình và người trong gia đình mình. Còn một cái bất động tâm nữa là trước những việc của người khác không liên quan đến mình. Người ta hay thế nào, người ta giỏi dở ra sao, người ta làm thế nào, nói thế nào, đó là chuyện của người ta, không liên quan đến mình, thì mình cũng không nên động tâm vì chuyện của người ta. Mình thấy người ta nói điều gì đó mà ta cảm thấy điều đó không đúng, ta cũng không nên khởi cái cảm thấy đó nữa, mặc kệ họ. Họ đúng thì họ nhờ, họ sai thì họ chịu. Ta cứ bất động tâm. Đó là cái bất động tâm của người tu luyện trong đời đạo song tu. Có người nói, tôi thấy người khác làm không đúng, tôi phải nói lên ý kiến của tôi phải nói cho họ thấy cái sai của họ để mà họ tránh và để cho những người khác biết mà không hùa theo họ. Thì theo như trong sách Chuyển Pháp Luân nói, nhiều khi cái mình thấy là sai thì hóa ra cuối cùng lại là đúng, còn nhiều khi cái mình thấy là đúng cuối cùng hóa ra lại là sai.
Như vậy nếu ta xen vào, ta quản việc đó, ta để ý tới việc đó, thì vô tình ta đã bị mất đức, vì ta không thấy được cái nhân duyên sâu xa trong đó như thế nào. Tốt nhất là việc của người thì để người tính, không liên quan đến chuyện của mình, thì chúng ta không nên động tâm vì chuyện của người khác. Nói tóm lại, chúng ta bất động tâm trên hai lĩnh vực. Lĩnh vực thứ nhất là về những quyền lợi thiết thực, danh lợi tình của mình có bị chà đạp, bị mất mát thì ta cũng mặc kệ nó. Thứ hai là trước những việc của người khác, chuyện danh lợi tình của người khác không liên quan đến ta, ta cũng đừng xen vào, coi chừng ta bị mất đức. Thế còn đối với việc công tác xã hội thì theo như Chuyển Pháp Luân nói, chúng ta phải hết sức tỉnh táo mà làm việc, làm hết sức tốt, làm với tinh thần phụng sự, làm với tinh thần cho ra mà không cần báo đáp. Còn đối với người thân trong gia đình, chúng ta cũng phải hết sức lo lắng, chăm sóc, thương yêu. Sư phụ nói đó là từ bi chứ không phải là chữ tình. Chúng ta có người thân bệnh tật, mất mát gì đó, ta hết sức bù đắp cho họ, hết sức lo lắng cho họ, nhưng lòng ta không được buồn rầu theo cái tai nạn của người thân ta. Ví dụ người thân ta có bệnh, ta hết sức chăm sóc, thuốc men chạy chữa, nhưng ta không vì cái bệnh của người thân mà ta rầu mòn héo úa, ăn không ngon, ngủ không yên. Ta không nên như vậy. Vâng, đó là cái vấn đề bất động tâm của người tu trong đời đạo song tu. Khi nào là nên bất động tâm, khi nào nên tỉnh táo tinh minh mà làm việc phụng sự, mà lo lắng, thương yêu, chăm sóc cho gia đình của mình. Còn vấn đề tu khẩu, sách Chuyển Pháp Luân cũng nói, vì chúng ta là đời đạo song tu, nên tu khẩu của chúng ta là nên nói những gì cần nói và không nên nói những gì không đáng nói. Và khi nói những gì cần nói, ta cũng chiếu theo pháp mà nói ra. Và những điều không đáng nói, chúng ta không nên nói. Đó chính là tu khẩu. Ví như trong Chuyển Pháp Luân nói, không nên nói những lời đùa giỡn thị phi, không nên nói những lời đả kích, chê bai, ăn tu tốt đấy, nói tu không tốt đấy, vân vân. Không nên nói những việc tin đồn thất thiệt ngoài đường. Ta mới nghe ai nói đó, người ấy đã làm điều gì không tốt, đã làm điều gì loạn pháp. Ta chẳng hiểu ích giáp gì cả, chưa biết cụ thể việc ấy ra sao, ta vội hùa theo đi loan truyền những cái tin đó, thì cái việc đó gọi là loan truyền tin đồn thất thiệt. Chúng ta nên tu khẩu về việc đó. Rồi khi nếu chúng ta cần góp ý với bạn cùng tu với mình về vấn đề gì đó, ta không nên nói bạn làm cái này là sai rồi, làm cái này là loạn pháp, bạn phải như thế này, phải làm như thế này, như thế kia. Nếu ta nói như vậy là ta đã áp đặt người đó, bắt buộc người đó phải làm theo ý của mình, và ta cho rằng họ đã sai. Ta làm như vậy là cũng không đúng với sách Chuyển Pháp Luân. Trong sách Chuyển Pháp Luân nói, không ai có thể cưỡng bách chư vị tu được, không ai có thể chuyển cái tâm của chư vị được, tự chư vị phải chuyển cái tâm của mình. Do đó chúng ta không nên bức bách bạn cùng tu của mình là phải thế này, phải thế kia, và lên án bạn đồng tu của mình là làm thế này là sai, là loạn pháp.
Vì mình thấy cái đó là sai, nhưng đó là cái thấy của mình thôi. Cuối cùng biết đâu nó là đúng. Thì như vậy, nếu ta nói lên, ta nói sai thì cuối cùng ta lại bị mất đức. Ta không giữ được, không thủ đức được cái đức của mình. Như vậy, nếu lúc cần góp ý với bạn cùng tu của mình, thì sách Chuyển Pháp Luân có dạy ta nên nói à, cái việc này nên làm thế này thế kia, à, cái việc đó nên như vậy, như vậy. Ta nên nêu ý kiến của mình, nên khuyến thiện, chứ không nói với tính cách ép buộc, áp đặt. Thậm chí có đồng tư còn nói thấy người khác làm điều gì trái ý mình, mình liền nói bạn nên hướng nội lại đi, bạn nên nhìn lại mình đi. Thì cái hướng nội là cái pháp bảo mà sư phụ ban cho mình để mình tu luyện, chứ không phải là để ban cho mình để mình dạy đời người khác. Nếu mình nói với bạn mình là anh nên hướng nội đi, chị nên hướng nội đi, mình nói như vậy là vô tình mình đã ích kính với sư phụ, mình đã coi thường pháp. Vâng, trên đây là những ý kiến, những nhận thức hạn hẹp của cá nhân đối với đại pháp vô lượng vô biên, nội hàm thâm sâu vi diệu. Xin cống hiến những nhận thức hạn hẹp này để chúng ta cùng nhau